kinh văn có 8 vị Long Vương, đó là Long Vương Nang Đà, Long Vương Bạc Nang Đà, Long Vương Sa Già La, Long Vương Hòa Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca, Long Vương Ana Bà Đạt Đa, Long Vương Mana Tư, Long Vương Ưu Bát La. Mỗi vị có bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Giảng giải: trước kia rồng rất nhiều, ai ai cũng đều có thể thấy. Ngày nay thì rồng chẳng xuất hiện. Tại sao bây giờ rồng chẳng xuất hiện? Vì hiện tại người quá nhiều khiến cho rồng chẳng dám xuất hiện. Rồng thuộc về loài súc sinh, nhưng chẳng giống với các loài khác. Rồng có thần thông biến hóa, có thể biến lớn, biến nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện. Rồng tại sao phải làm rồng? Kiếp trước của rồng là người tu đạo. Vì khi tu đạo thì thừa cấp giới hoãn, cho nên đọa làm thân rồng. Bây giờ giải thích thừa cấp giới hoãn. Thừa cấp giới hoãn. Thừa là đại thừa, tiểu thừa. Giới là giới luật. Người này tu đạo tuy rất cấp tấn, nhưng chẳng giữ giới luật, dục niệm không đoạn trừ, nhất là dâm dục chưa dứt được. Đối với giới luật cẩu thả lơ là, cho nên đọa làm thân rồng. Vì tu pháp đại thừa rất tinh tấn, dũng mãnh, cho nên có thần thông. Giới cấp thừa hoãn. Tuy giữ gìn giới luật, nhưng chẳng tinh tấn về pháp đại thừa. Người tu đạo kiểu này kiếp sau cũng làm người, được làm người giàu sang, nhưng chẳng thông minh lắm. Vì tu giữ giới luật rất cẩn thận, cho nên làm người giàu sang, nhưng chẳng đọc tụng kinh điển đại thừa, chẳng nghiên cứu Phật Pháp, cho nên chẳng có trí huệ, chẳng được thông minh lắm. Thừa giới câu cấp. Không những đối với pháp đại thừa rất tinh tấn tu hành tiến về trước, mà giới luật cũng giữ gìn rất tinh nghiêm. Người tu đạo như thế này có thể sớm khai ngộ chứng quả. Nếu không thể chứng quả cũng sẽ sinh về cõi trời hưởng thọ phước báo. Thừa giới câu hoãn. Loại người này không tu pháp đại thừa cũng chẳng giữ giới luật. Suốt ngày đến tối giải đãi, sáng ngủ đến 10 giờ mới dậy, tối thì đi nghỉ sớm. Do đó, nhật cao tam can thân vị khởi, toán lai danh lợi bất như hàng. Nghĩa là, mặt trời mọc cao hơn 10 trượng, nhưng người tu hành này vẫn chưa dậy. Những người cầu danh cầu lợi chẳng thanh nhàn như ta, gì cũng chẳng làm. Người thừa giới câu hoãn, chẳng giữ giới luật cũng chẳng nghiên cứu Phật Pháp. Tuy nhiên, mang danh là xuất gia, nhưng thực tế thì chẳng tu hành, chẳng dụng công, thích ăn không ngồi rồi, việc gì cũng chẳng làm, cứ thối lui về sau. Nhưng có vật gì ngon thì lén ăn trước. Thường thì thích ăn mà lười biếng làm, tương lai sẽ đọa địa ngục. Suốt ngày đến tối phải ăn toàn sắc nóng. Bạn thích ăn thì mời bạn xơi cái đó. Thích không làm việc, không thích nghiên cứu Phật Pháp, thì đến nơi đó chẳng cần bạn làm chi cả, chỉ kêu bạn thọ tội. Trên thì núi đao, dưới thì chảo dầu sôi, vân vân, khiến cho bạn thưởng thức mùi vị, xem bạn còn lười nữa chăng. Trong hội Pháp Hoa này có 8 vị Long Vương, ngoài ra còn có vô số quyến thuộc của loài rồng. Giảng đến đây tôi nhớ lại lúc còn ở Đông Bắc Trung Quốc, thì Quả Thuấn dùng cỏ tranh làm một cái am, thỉnh tôi đến khai quang. Tôi dẫn theo Quả Năng, Quả Thị, Quả Hữu, một số đệ tử tôi đi. Đêm đó tá túc lại liều tranh của y, do đó có 10 con rồng đến muốn quy y Tam Bảo. Lúc đó thời tiết hạn hán chẳng mưa, tôi bèn hỏi 10 con rồng: rồng thì lo về mưa, tại sao các vị không mưa xuống? Rồng đáp: mưa xuống phải có lệnh của trời Đế Thích, có lệnh của trời Đế Thích mới có thể mưa xuống, nếu không chúng tôi không dám tùy tiện mưa xuống. Tôi nói: các vị hãy thế tôi đến thỉnh cầu trời Đế Thích mưa xuống chung quanh chỗ tôi khoảng 40 dặm. Nếu ngày mai các vị thỉnh trời Đế Thích mưa xuống, thì ngày mốt ta sẽ quy y cho các vị, thu các vị làm đệ tử vào cửa Phật. Quả nhiên ngày thứ hai trời mưa xuống, mà chỉ mưa chung quanh 40 dặm. Cho nên sang ngày sau tôi quy y cho 10 con rồng đó. Quy y rồi, mấy con rồng đều phát tâm tu hành. Tôi cho 10 vị Long Vương này cùng một pháp danh gọi là cấp tu khoái độ.
nghĩa là tu mau lên để sớm cứu độ tất cả loài rồng. Cho nên nhiệm vụ của chúng hiện tại là giáo hóa rồng. Nói ra chuyện này có vẻ là thần thoại, nhưng thực tế thì chẳng phải thần thoại. Đó là sự thật hiện đời của tôi. Rồng có thần thông biến hóa, tuy nhiên người nhìn chẳng thấy, nhưng rồng vẫn tồn tại.